Người thầy trong văn hóa phương Đông đóng một vai trò rất quan trọng. Theo quan niệm xưa, vua, thầy, cha là ba bậc người phải được tôn kính. Vị trí của họ quan trọng vì họ là những người có tri thức rộng, uyên bác với thiên chức đào tạo nhân tài cho quốc gia. Đó là lý do quan niệm tầm sư học đạo, tìm thầy giỏi để học bắt đầu được hình thành và kéo dài đến tận ngày nay. Một người thầy giỏi không chỉ am hiểu về chuyên môn mà còn phải thông suốt về triết lý, cách cư xử để làm gương cho học trò. Để hiểu hơn về một người thầy xứng tầm như thế nào, hãy cùng tớ tiếp tục đi tìm câu trả lời qua Ip Man 2, Legend of the Grandmaster, tự Việt, Diệp Vấn 2, Tôn Sư Truyền Kỳ. 你想学咏春，看看吧。 Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tentacles, tớ là Thủy Nhà Bên. Và như thường lệ, đây là cảnh báo spoiler dành cho những bạn quan tâm. Bên cạnh đó, mọi quan điểm về võ thuật trong video là do tớ tự tìm tòi, nghiên cứu, nên nếu có gì sai sót, mong các bạn lượng thứ. Bên cạnh đó, tớ cũng xin lưu ý là nhân vật Diệp Vấn trong phim và ngoài đời có nhiều chi tiết khác nhau nhé. Giờ thì chúng ta cùng bắt đầu nào. Sau khi giành chiến thắng trước tướng Nhật Sanpo, Diệp Vấn cùng gia đình rời khỏi Phật Sơn, chuyển đến sống ở Hồng Kông vào giữa những năm 1940. Để mưu sinh nơi xứ người, anh quyết định mở lớp dạy võ, mặc cho không ai biết danh tiếng Diệp Vấn cũng như môn phái Vịnh Xuân. Ngày nọ, một thanh niên tên Hoàng Thuần Lương đến thách đấu với Diệp Vấn. Sau khi bị Diệp Vấn đánh bại một cách tâm phục khẩu phục, Hoàng Thuần Lương xin làm học trò của thầy Diệp và rủ thêm bạn bè đến học cùng. Nhờ đó, Diệp Vấn chính thức có lớp học võ đầu tiên. Trong phim, nhân vật Hoàng Thuần Lương không được nhắc đến nhiều nên tớ xin chia sẻ thêm một chút về nhân vật này. Theo lịch sử, trước khi bái sư Diệp Vấn, Hoàng Thuần Lương đã là một chàng trai đam mê võ thuật, giỏi thái cực quyền và kickboxing. Trong một lần do mải tập boxing và quá say đòn, Lương vô tình tung một cú đấm trời giáng trúng vào mặt vị sư phụ và bị sư phụ đuổi, nhất quyết không thu nạp lại. Lương quyết tâm đi tìm một cao thủ khác để bái sư và được giới thiệu đến gặp một người có tiếng ở Hồng Kông tên là Diệp Vấn. Ở ngoài đời, Hoàng Thuần Lương không phải là học trò đầu tiên của Diệp Vấn. Thời điểm anh đến thách đấu, Diệp Vấn đã chiêu nạp được nhiều đệ tử. Về sau, nhờ tài năng của mình, Hoàng Thuần Lương vượt lên trở thành đại đệ tử của Diệp Vấn, được đánh giá là có khả năng thực chiến tốt nhất nhờ biết kết hợp giữa Vịnh Xuân Quyền và kickboxing. Không những thế, Hoàng Thuần Lương còn được Diệp Vấn phong chức huynh trưởng, hỗ trợ thầy dạy cho nhiều môn đệ khác, trong đó có Lý Tiểu Long. Ở phần 1, Diệp Vấn không hề mở lớp dạy võ, càng không có ý định sẽ trở thành sư phụ của ai đó, dù cho bản thân anh vừa có đức vừa có tài. Sang phần 2, thời thế thay đổi, Diệp Vấn bắt đầu dấn thân vào con đường dạy học và không phải ngẫu nhiên mà người đời lại gọi Diệp Vấn là huyền thoại tôn sư hay nhất đại tông sư. Lúc mới đến Hồng Kông, Diệp Vấn mở lớp không phải để tìm truyền nhân mà vì kinh tế là chính. Trước đây ở Phật Sơn, Diệp Vấn chưa từng nghĩ đến chuyện làm thầy, thì nay đến Hồng Kông, hoàn cảnh gia đình quá thiếu thốn, không tìm được việc làm, anh chỉ còn cách mở lớp để kiếm sống qua ngày. Những võ sinh mới đến học sẽ phải đóng học phí trước cho thầy. Thế nhưng, hết đợt học đó rồi mà thầy Diệp vẫn chưa thu thêm. Hết lần này đến lần khác vội dục, anh cũng chỉ ậm ừ vì Diệp Vấn biết lũ học trò cũng có hoàn cảnh khó khăn không kém. Điều đó không có nghĩa là cứ thầy nào lấy học phí rẻ hay dạy miễn phí thì nên bái sư thầy đó. Trên thực tế, chuyện phải trả học phí cao để học thầy giỏi là điều hoàn toàn bình thường. Ngay bản thân Diệp Vấn ở ngoài đời cũng phải trả một khoản tiền khổng lồ để được theo học sư phụ Trần Hòa Thuận. Thời đó, năm 11 tuổi, Diệp Vấn bắt đầu nhập môn Vịnh Xuân Quyền. Phòng bao đỏ cho lễ nhập môn là 20 lạng bạc, học phí mỗi tháng là 8 lạng. 20 lạng bạc lúc ấy có thể mua chừng 1 tấn gạo. Thế nhưng, điều mà Trần Hoa Thuận quan tâm hơn cả là Diệp Vấn có niềm đam mê lớn với võ thuật, có đủ tố chất, sự kiên nhẫn để thành tài. Vì thế mà đến năm 70 tuổi, Trần Hoa Thuận vẫn tận tình chỉ dạy cho Diệp Vấn, sửa kỹ lưỡng từng động tác một cho anh. Thấm nhuần tư tưởng đó, việc lựa chọn học trò của anh không dựa vào sức nặng của đồng tiền mà chú trọng tới ý chí và đạo đức của người học. Anh biết rằng không thể vì vài đồng tiền mà đánh mất cơ hội của các đệ tử. Trách nhiệm của một sư phụ với đồ đệ không chỉ dừng lại trong việc truyền võ mà ở nhiều khía cạnh khác. Khi Hoàng Thuần Lương gây xích mích với các võ sinh môn phái Hồng Gia Quyền, bị chúng bắt và đòi tiền chuộc, Diệp Vấn đã một mình tìm đến Chợ Cá, nơi đang giam giữ Hoàng Thuần Lương, đánh một trận để cứu học trò và gặp lại Kim Sơn Trảo, võ sư miền Bắc năm xưa từng bị Diệp Vấn đánh bại. Sau khi cứu được trò, thì cả Diệp Vấn, Thuần Lương và Kim Sơn Trảo đều bị cảnh sát bắt đến đồn vì tội đánh người. Để được ra ngoài, mỗi người phải có người thân đem tiền đến chuộc. Diệp Vấn và Kim Sơn Trảo đều có vợ mang tiền đến,
nhưng Thuần Lương thì lại không có ai. Không nỡ để học trò ở lại, Diệp Vấn khẩn khoản hỏi vay tiền bạn và may mắn được gia đình Kim Sơn trảo giúp. Ngay cả khi học trò phạm sai lầm, gây gổ đánh nhau với người của môn phái khác, khiến chủ nhà không cho thuê địa điểm học, Diệp Vấn cũng không hề trách móc, chỉ ôn tồn giảng giải cho học trò hiểu rằng học võ không chỉ học kỹ năng đánh đấm, mà còn phải học cách tự tu dưỡng bản thân mình. Với người trẻ tuổi, dù có tài đến mấy thì cũng phải luôn biết tôn trọng thế hệ trưởng bối, không được kiêu căng, ngạo mạn. Trong võ Vịnh Xuân, tấn công lúc nào cũng đi kèm với phòng thủ. Ra đòn đánh thì cũng đồng thời ra đòn thủ. Giống như sống ở đời, phải sống ôn hòa, tránh gây xích mích không cần thiết. Thế nhưng, lúc cần cũng phải biết đứng lên để đấu tranh. Muốn mở võ quán ở Hồng Kông, Diệp Vấn sẽ phải tham gia tỉ thí với các vị sư phụ khác để kiểm chứng thực lực. Với võ nghệ cao cường của mình, anh nhanh chóng đánh bại họ. Mỗi lần thắng, Diệp Vấn không những không cao ngạo mà còn cảm ơn đối phương vì đã nương tay. Vị sư phụ cuối cùng mà Diệp Vấn phải đấu là Hồng Trấn Nam, người đứng đầu Hồng Gia Quyền. Cả hai đều ngang sức ngang tài, bất phân thắng bại. Kết thúc màn tỉ thí, dù vẫn được mở võ quán, nhưng vì lòng tự tôn dân tộc, Diệp Vấn không đồng ý đóng phí bảo kê cho quân Anh, khiến Hồng Trấn Nam tỏ thái độ với anh và gây khó dễ. Bản chất sâu xa, Hồng sư phụ vẫn phân tài cao thấp với thầy Diệp nên kiếm cớ thách đấu thêm lần nữa. Trong lúc trao đổi chiêu thức, Diệp Vấn không vì ham đòn nên đã ngăn được một cú đá của Hồng sư phụ vào chính con trai ông ta. Sau lần đó, Hồng Trấn Nam bắt đầu tôn trọng và quý mến Diệp Vấn. Sự khiêm tốn của Diệp đại sư còn được thể hiện qua trận đấu với võ sĩ Quyền Anh, Lister, một tên võ sĩ cao ngạo, phân biệt chủng tộc, coi thường võ thuật cũng như người Trung Hoa. Chính hắn đã giết chết Hồng sư phụ và tự tin đánh bại bất cứ người Trung Quốc nào. Twister thậm chí còn muốn thắp một cây nhang lớn để thi đấu cho giống người Trung Quốc. Trong văn hóa Trung Hoa, họ thường đốt nhang để tỉ thí võ thuật. Khi nhang cháy hết, người trụ lại cuối cùng cũng là người chiến thắng. Bên cạnh đó, cây nhang còn mang ý nghĩa của sự khiêm tốn, biểu hiện qua việc khi thắp nhang cho ai đó, người thắp sẽ phải cúi đầu. Đây là điều mà tên võ sĩ Tây Phương cao ngạo không thể nào biết được. Trận đấu giữa Diệp Vấn và Twister là trận đấu đại diện giữa quyền cước Trung Hoa và võ thuật phương Tây. Boxing của phương Tây có lợi hại? Câu trả lời là có. Cùng với thể trạng cơ thể và tính chất tối ưu về giao tranh khiến nó rất mạnh là đặc khác. Trước khi đấu với Diệp Vấn, Twister đã hạ gục rất nhiều đối thủ Trung Quốc, thậm chí là cả những cao nhân như Hồng Trấn Nam bằng thể lực và những đòn đánh hiểm hóc của mình. Đó chính là lý do vì sao hắn ta lại cao ngạo như vậy. Boxing, hay còn gọi là quyền Anh, là môn võ và thể thao đối kháng giữa hai người xuất phát từ phương Tây, sử dụng cú đấm kết hợp với di chuyển chân, đầu và thân mình. Về kỹ thuật, boxing có 4 đòn đấm cơ bản, bao gồm chop, đấm thẳng, hook, mặc ngang, straight, đấm thẳng tay sau và uppercut, mặc ngược. Điểm chung giữa Vịnh Xuân Quyền và boxing là chủ yếu dùng quyền. Ngay khi nhận thấy việc Diệp Vấn dùng chân gây bất lợi cho Twister, trọng tài đã ngay lập tức nhắc nhở Diệp Vấn chỉ được dùng tay. Điểm mạnh của Vịnh Xuân là tấn công theo đường thẳng, còn boxing thường tấn công theo đường vòng cung, nên tốc độ ra đòn của Vịnh Xuân có thể nhanh hơn boxing. Tuy vậy, ngay từ khi giao đấu, có thể thấy Diệp Vấn cũng rất chật vật với Twister vì hắn thật sự là một đối thủ đáng gờm. Chỉ khi nhận thấy điểm yếu của hắn là ở cánh tay, Diệp Vấn tập trung ra đòn và chiếm thế áp đảo. Trên phim là vậy, nhưng thực tế, đặt Vịnh Xuân và boxing lên bàn cân và xét dưới góc độ khoa học thì boxing vẫn có phần nhỉnh hơn do tính thực chiến và yếu tố linh hoạt cao. Còn ở trên phim, với ánh hào quang bất tử của nhân vật chính và thông điệp mà phim muốn truyền tải thì một chiến thắng cho Diệp Vấn là điều không khó hiểu. Ngay khi giành chiến thắng, trả lời phỏng vấn, Diệp Vấn vẫn khiêm tốn trả lời rằng anh so tài không phải để chứng minh xem võ thuật Trung Hoa và Tây Phương bên nào hơn, mà là để muốn con người dừng việc phân biệt và biết cách tôn trọng lẫn nhau. Một người thầy vĩ đại, một sư phụ giỏi không chỉ vang danh thiên hạ về tài năng mà phẩm hạnh cũng phải thuộc loại xuất chúng. Sau trận đánh với Twister, một cậu học trò nhỏ đã đến tìm Diệp Vấn để bái sư. Cô bé đó là ai và liệu Diệp Vấn sẽ chấp nhận? Hãy cùng đồng hành với Tentacles trong video tiếp theo để biết câu trả lời nhé! Đừng quên để lại comment của bạn cũng như like, share video để ủng hộ chúng tớ. Xin chào và hẹn gặp lại!